Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2021, vùng đồi núi thấp, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ C, độ ẩm trung bình trên 65%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Thành phố Lào Cai ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ C, độ ẩm trung bình trên 60%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 65%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Bản tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Thành phố Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ C.